Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Toàn Meter. Anh em biết đấy, ở thời kỳ của Đờ Vũ Lân thì hồn thú gần như đã diệt vong. Lân để có được hồn cốt thì phải nói là cực kỳ khó. Nhưng may thay, Đờ Vũ Lân cũng sở hữu cho mình 4 khối hồn cốt phải nói là hết sức bá đạo. Vậy những khối hồn cốt đó là hồn cốt gì? Tu vi ra làm sao? Năng lực như thế nào? Thì clip ngày hôm nay mình sẽ nói về nó nhé. Trước khi đi vào chủ đề của clip ngày hôm nay thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hồn cốt thứ nhất, ngoại phù hồn cốt, ám kim khủng trảo. Hồn cốt này lấy được khi Đường Vũ Lân cùng với Cổ Nguyệt, Tạ Giải, Hứa Tổ Ngôn đi vào Thanh Linh Đài. Sau khi bọn họ hạ được ám kim khủng trảo Hùng Thiên Niên, thì sau khi thân thể của ám kim khủng trảo Hùng biến mất thì đã để lại hồn cốt. Chắc hẳn nhiều anh em sẽ hỏi tại sao là Thanh Linh Đài là hư huyễn thế giới. Thì thực ra Thanh Linh Đài là một thế giới được xây dựng trên mảnh vỡ của thần giới. Thế nên thế giới trong Thanh Linh Đài cũng không phải là hoàn toàn hư huyễn. Ám kim khủng trảo Hùng mà bọn họ giết là người bảo vệ. Nên năng lượng tạo thành không chỉ là linh lực mà còn sử dụng cả hồn cốt. Mà hồn cốt này thì không thể mang ra Thanh Linh Đài nên chỉ có thể hấp thụ ở trong đó mà thôi. Hồn cốt này có liên hạn là ngàn năm và có thể lương theo hồn su tăng trưởng mà phát triển. Hồn cốt này dung nhập vào trong cơ thể xong và kết hợp với Kim Long Trảo tạo ra một hồn kỹ mới có tên là Kim Long Khủng Trảo. Hồn kỹ này có sức phá hoại tăng 20% so với Long Trảo. Hơn nữa còn đem công kích kéo dài, kèm theo đó là hồn lực cũng tiêu hao nhiều hơn so với Long Trảo. Khối hồn cốt thứ hai, Sơn Long Vương Khu Can Cốt. Hồn cốt này có được sau khi Đường Vũ Lân chôn cất xong phần xương cuối cùng trong Long Mộ. Hồn cốt này là Sơn Long Vương cho cậu để báo đáp lại ơn Táng Long, giúp ổn định lại không gian trong Long Mộ. Hồn cốt này bao gồm xương sống, xương ngực và xương sườn. Về liên hạn thì không có nhắc đến, nhưng mình đoán ít nhất là cũng phải ở vạn năm cấp bậc, thậm chí là 10 vạn năm vì hồn kỹ nó trao cho Vũ Lân hết sức là mạnh mẽ. Hồn kỹ mà hồn cốt này mang lại cho Vũ Lân thì có năng lực là gia tăng trọng lực, có thể tăng tối đa làm gấp 10 lần. Khối hồn cốt thứ 3 và thứ 4, Tà Ma Hổ Kình Vương xương đùi phải, đùi trái. Hồn cốt này có được sau khi Đường Vũ Lân hoàn thành Hải Thần Cửu Khảo đệ lục thi, chém giết Tà Ma Hổ Kình Vương và có được ban hưởng. Khối hồn cốt này có tu vi là khoảng 30 đến 40 vạn năm. Hai khối hồn cốt này do lấy từ Tà Ma Hổ Kình Vương nên tà khí lâm nhiên, bá đạm dị thường. Nhưng luận về điên cuồng thì lại thua kém Kim Long Vương rất nhiều nên dễ dàng bị Vũ Lân dung hợp và hàng phục. Kỹ năng của hai khối hồn cốt này thì không được nhắc đến. Ok, trên đây là những hồn cốt mà Đường Vũ Lân sở hữu. Các bạn thấy mình còn nói thiếu điểm gì hay cần mình nói thêm một điểm nào thì có thể để lại ở dưới phần bình luận giúp mình. Clip của mình đến là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.